Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2. Người dân Lào Cai háo hức chào đón lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc. Câu chuyện về một đảng viên gương mẫu đi đầu trong sản xuất kinh doanh. Trong phần tin quốc tế, Hội nghị Ngoại trưởng EU thảo luận về vấn đề di cư và Ukraine. Triều Tiên tăng cường vai trò của đảng cầm quyền trong phát triển kinh tế. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ngay trong tháng 2 và những tháng tiếp theo của năm 2017, các đơn vị địa phương cần tập trung bám sát chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân và chương trình công tác trong năm 2017. Ngay trong tháng 2 này, cần tập trung cho lễ khai mạc năm du lịch quốc gia do Lào Cai đăng cai tổ chức và hướng mạnh về cơ sở. Đây là nội dung chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Xuân Phong tại hội nghị trực tuyến thường kỳ tháng 2 của Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa được tổ chức sáng nay ngày 7 tháng 2. Dự hội nghị có các đồng chí thường trực Hội đồng Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, thường trực Ủy ban Nhân dân, các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố tại 9 điểm cầu. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế xã hội tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2017 do Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày cho thấy, trong tháng 1, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh duy trì phát triển ổn định, thời tiết thuận lợi cho việc chăm sóc thu hoạch cây trồng vụ đông, chuẩn bị sản xuất vụ xuân 2017. Công tác phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi được thực hiện kịp thời, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm thực hiện. Sản xuất công nghiệp duy trì ổn định, hoạt động thương mại dịch vụ sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 36,3% so với cùng kỳ. Du lịch duy trì phát triển khá cao, tổng lượt khách tăng 42,7% so với cùng kỳ. Hoạt động vận tải đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán. Lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục được thực hiện tốt, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân được đảm bảo, công tác đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đặc biệt quan tâm. Công tác chuẩn bị và đón Tết Nguyên đán được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Công tác cải cách thủ tục hành chính được tập trung đẩy mạnh, công tác quốc phòng an ninh, trật tự xã hội được tăng cường, đảm bảo ổn định, công tác đối ngoại được tích cực triển khai đạt hiệu quả tốt. Bên cạnh những kết quả trên, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong tháng 1 vẫn còn khó khăn tồn tại. Dịch bệnh xuất hiện trên đàn gia súc tại huyện Mường Khương và Simacai, giá trị sản xuất công nghiệp đạt thấp và giảm so với cùng kỳ. Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ gia tăng trong dịp Tết Nguyên đán. Tình hình tai nạn giao thông trước Tết Nguyên đán còn diễn biến phức tạp. Tại hội nghị thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân làm sáng rõ một số vấn đề trong phát triển kinh tế xã hội trong tháng 1. Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo công tác chuẩn bị lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2017 được tổ chức tại Lào Cai vào ngày 11 tháng 2 tới. Nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo công tác chuẩn bị cho ra quân xây dựng nông thôn mới. Sở Kế hoạch Đầu tư báo cáo công tác đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân các nguồn vốn. Đại diện các ngành địa phương cũng đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tháng 1 và một số đề xuất kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn để hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2017. Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, đầu năm 2017 diễn biến về thời tiết khá thuận lợi, việc thực hiện các nhiệm vụ nông nghiệp, phát triển du lịch, giáo dục, xuất nhập khẩu đều có tín hiệu đáng mừng. Việc giao kế hoạch được thực hiện sớm, đây là điều kiện để các đơn vị địa phương thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn của mình trong năm 2017. Ngoài 9 nhóm giải pháp lớn trong tháng 2, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương bám sát thực hiện nghị quyết số 01 của Chính phủ và chỉ thị số 17 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đối với lễ khai mạc năm du lịch quốc gia Lào Cai Tây Bắc 2017, cần làm tốt công tác đón tiếp khách, kịch bản khai mạc phải mang đậm bản sắc Lào Cai và các tỉnh Tây Bắc, có các sản phẩm, quà đặc trưng của địa phương, thực hiện tốt vệ sinh môi trường, rà soát lại hệ thống nhà vệ sinh công cộng. Trước dự báo khách du lịch sẽ tăng cao, đồng chí đề nghị phải nâng mục tiêu đón du khách đến Lào Cai lên 4 triệu lượt người. Mục tiêu phấn đấu của ta vừa nãy tôi nói là tăng thêm 1 triệu, nhưng tôi đề nghị đã là ngành kinh tế mũi nhọn, đã năm du lịch của chúng ta ở đây tổ chức tại đây, chúng ta tạo đà. Tôi đề nghị là riêng của chúng ta năm nay phải trên 1 triệu khách quốc tế và tổng khách du lịch đến chúng ta phải 4 triệu, phải tăng 50%. Và cái này là phải giao ngay để chúng ta triển khai thực hiện. Thế nào là trọng điểm, thế nào du lịch là trọng điểm thì các đồng chí đề xuất đi cái nội dung cần phải triển khai trong năm 2017 và cả nhiệm kỳ tới.
Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các ngành, các địa phương phải bắt tay ngay vào chỉ đạo nhân dân sản xuất nông nghiệp, ra quân xây dựng nông thôn mới, trong đó chú ý hoàn thành các tiêu chí theo hướng bền vững. Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh đầu tư cho xây dựng các dự án lớn. Ngành giáo dục cần quan tâm chỉ đạo, tiếp tục nâng cao tỷ lệ chuyên cần. Bộ Chỉ huy quân sự cần làm tốt công tác tuyển quân. Đặc biệt, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm bớt đầu mối, giảm bớt con người, thực hiện tiết kiệm, giảm chi tiêu, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhân dịp xuân mới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Xuân Phong chúc các đại biểu, các ngành, các địa phương một năm mới sức khỏe và thành công, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2017. Lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 11 tháng 2 năm 2017 tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Sự kiện được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 và trên sóng truyền hình các tỉnh trong khu vực Tây Bắc. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 6 tháng 2, đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Lào Cai về công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc. Theo kế hoạch, vào 20 giờ 10 phút ngày 11 tháng 2 năm 2017, tức ngày 15 tháng Giêng năm Đinh Dậu, sẽ diễn ra lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc tại sân quảng trường trung tâm tỉnh Lào Cai. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các sự kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chú trọng tuyên truyền về tiềm năng, các điểm đến của du lịch Lào Cai nhân sự kiện tầm cỡ quốc gia, tổ chức phát động vệ sinh đường phố, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau lễ khai mạc, huy động mọi nguồn lực để tổ chức thành công năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc. Ngay sau buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra thực tế tại khu vực chuẩn bị cho lễ khai mạc Lễ hội Xuân Đền Thượng 2017. Đây là một trong những hoạt động nổi bật trong lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc. Thưa quý vị và các bạn, đã gần đến thời điểm khai mạc năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc. Tỉnh Lào Cai đang tích cực hoàn thiện công tác chuẩn bị hướng tới các hoạt động kết nối và phát huy tiềm năng du lịch của địa phương. Hiện khắp các tuyến đường trên địa bàn thành phố Lào Cai đều rực rỡ cờ hoa để chào đón sự kiện hết sức quan trọng này. Lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc là sự kiện quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện của năm du lịch quốc gia 2017. Nên việc tập trung tuyên truyền, tổ chức thành công lễ khai mạc là mục đích cao nhất và có ý nghĩa mở đầu cho toàn bộ chuỗi sự kiện. Trên các tuyến phố của Lào Cai đều được khoác lên tấm áo mới với cờ, hoa, băng rôn, đèn trang trí rực rỡ sắc màu. Người dân Lào Cai đang rất háo hức chờ đón sự kiện quan trọng này. Lễ khai mạc năm du lịch quốc gia thì không khí cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu ở thành phố đều hướng về ngày kỷ niệm này. Và chúng em cảm thấy rất là tự hào vì đây là qua buổi liên hoan này thì thành phố của chúng em được mọi người được biết đến nhiều hơn. Chúng em cảm thấy rất hào hứng được chào đón buổi lễ này. Em rất là mong chờ đến ngày hôm đấy để được xem pháo hoa và hào hứng được xem tất cả các tiết mục biểu diễn. Trong mấy ngày này thì cảm thấy Lào Cai mình có nhiều không khí rất là phấn khởi. Cờ hoa với các khẩu hiệu đều cũng rất là sôi động. Và cũng hy vọng là năm nay là 2017 sẽ là cái năm tạo nhiều dữ kiện du lịch cho Lào Cai. Thì hy vọng rằng nó sẽ thu hút nhiều cái du khách đến Lào Cai mình. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2017 đang được gấp rút hoàn thành để chào đón sự kiện quan trọng này. Các điều kiện hạ tầng, giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị đã được hoàn tất. Với sự chuẩn bị chu đáo, du khách trong và ngoài nước sẽ có những cảm nhận tốt đẹp về con người và vùng đất nơi biên cương Tổ quốc.
nhằm giới thiệu những nét đẹp văn hóa đặc sắc nhất của dân tộc Dao đến đông đảo du khách trong và ngoài nước nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu, tại xã Bản Khoang, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai đã diễn ra lễ hội xuân 2017. Điểm nhấn là tái hiện lễ cấp sắc của dân tộc Dao Đỏ tại xã Bản Khoang. Đây là năm thứ hai Sapa đưa lễ cấp sắc đến gần hơn với đông đảo du khách trong dịp lễ hội đầu xuân, nhằm giới thiệu và quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của người dân tộc thiểu số ở Sapa đến với du khách gần xa. Năm nay với Bản Khoang tôi thì đưa thêm những cái tiết mục mà mang đậm cái tính bản sắc văn hóa dân tộc, ví dụ như là thi chữ nôm dân tộc Dao, thi viết chữ nôm dân tộc Dao ấy, và thi theo thổ cẩm dân tộc Dao, dân tộc Mông, rồi là thi ẩm thực và đồng thời là thi hát giao duyên giữa các thôn bản. Thế thì với một số cái nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân ấy, thì nếu mà chúng ta không quan tâm để khích lệ người dân bảo tồn thì chúng tôi rất lo rằng một ngày nó sẽ mai một đi. Ví dụ như chữ nôm dân tộc Dao chẳng hạn, đó là cái hệ thống chữ viết rất là khó, nên là chúng tôi đưa vào thi. Buổi lễ cấp sắc đã tái hiện sinh động những phân khúc độc đáo nhất của nghi thức cấp sắc như lễ trình báo đón tổ tiên, lễ lên hương, lễ phát hương, lễ xin treo tranh nhỏ đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến xem. Lần đầu tiên mà em thấy được các cái chương trình ở đây như thế này thì em thấy ở đây rất là nhộn nhịp. Thì mọi người mặc đồ rất là sặc sỡ, em cũng rất là thích. Nhưng mà không biết là có cái điều kiện là để tụi em có thể tham quan được nhiều hơn. Tôi cảm thấy là khi đi đến đây và tham dự cái lễ hội này với mọi người, thứ nhất là không có nhiều du lịch đến đây và chúng tôi có thể cảm nhận được cái cảm xúc mọi người vui chơi thế nào và học được nhiều cái văn hóa, phong tục tập quán khác nhau. Tại lễ hội xuân 2017, huyện Sapa còn tổ chức cuộc thi viết chữ nôm và thi thêu hoa văn thổ cẩm của người Dao Đỏ và nhiều điệu múa cổ truyền được thể hiện với các chủ đề khác nhau về lịch sử, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày như làm nương, cha hạt, làm nhà và đặc biệt là tái hiện lại đám cưới truyền thống của người Dao ở Sapa. Nối tiếp thành công từ những mùa hoa trước, thời gian gần đây, thung lũng hoa tại xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà đã lần đầu tiên trồng thành công loại hoa tulip. Với vẻ đẹp rực rỡ và mang nhiều ý nghĩa của loài hoa này, đã và đang tạo sức hút đặc biệt đối với du khách khi đến với Bắc Hà. Bắt đầu từ tháng 11 năm 2016, thung lũng hoa Thải Giàng Phố đã trồng hơn 40.000 cây giống hoa tulip trên diện tích khoảng 3.000 m². Sau hơn một tháng xuống giống, hiện cánh đồng hoa tulip ở đây đã bắt đầu nở rộ, tạo nên một thảm hoa rực rỡ sắc màu. Được biết, hoa tulip là loài hoa có nguồn gốc từ châu Âu và là quốc hoa của Hà Lan. Hoa tulip tượng trưng cho sự nổi tiếng, giàu có và tình yêu hoàn hảo. Có lẽ vì nó nở vào mùa xuân, khi sự lạnh lẽo và băng giá của những ngày đông đã bị xóa nhòa, tulip còn trở thành biểu tượng cho khát khao sống mãnh liệt và cho cuộc sống vĩnh hằng. Hiện nay ở Việt Nam, hoa tulip hay còn gọi là uất kim hương được trồng chủ yếu ở Đà Lạt. Từ năm 2003 đến nay, tulip bắt đầu được trồng ở Mộc Châu, Sơn La và một số tỉnh ở miền Bắc. Ở thung lũng hoa Thải Giàng Phố, loại hoa này lần đầu tiên được trồng và phát triển tương đối tốt. Với hơn 40.000 củ được xuống giống với 9 màu khác nhau, mỗi màu sắc là một ý nghĩa khác nhau, như tulip đỏ tượng trưng cho tình yêu và sự lãng mạn, tulip vàng rực rỡ như ánh nắng mặt trời, tulip trắng là sự mới mẻ và tinh khiết, tulip tím là sự giàu có và quyền lực, tulip xanh lại là sự yên tĩnh và bình yên. Với khoảng hơn 40.000 cây tulip đủ chủng loại và màu sắc đua nhau bung nở, đã tạo nên một không gian vô cùng rực rỡ và hấp dẫn du khách khi đến với Bắc Hà. Bình thường thì em chỉ hay được nhìn ở trên TV hoặc là trên tranh hay là ảnh đấy thôi. Ở ngoài thì nhìn nó còn đẹp hơn cả ở trên tranh cơ, với cả nhìn màu nhiều màu sắc rực rỡ ấy. Đến đây thì thấy kiểu rất là thích thú. Hiện nay, thung lũng hoa Thải Giàng Phố đã và đang tiếp tục phát triển mô hình du lịch sinh thái với quy mô lên đến hơn 4 hectare. Sau hoa tulip, hiện thung lũng hoa Thải Giàng Phố đang tiếp tục xuống giống cây hoa quốc khánh và hoa oải hương. Dự kiến hai loại hoa này sẽ nở rộ vào khoảng tháng 3 năm 2017. Với khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, rực rỡ sắc màu của các loài hoa,
Chắc chắn đây sẽ là điểm đến hấp dẫn trong chuỗi các sự kiện năm du lịch quốc gia Lào Cai Tây Bắc sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, trước nhiều khó khăn do biến động của tình hình kinh tế, vậy nhưng những năm qua, tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai luôn đạt những con số ấn tượng. Đạt được kết quả như vậy cùng với những nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị phải kể đến sự đóng góp tích cực của các cán bộ đảng viên ở khu dân cư. Họ là những người gương mẫu đi đầu trong sản xuất kinh doanh. Chị Lưu Thị Lan, tổ 18 phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai là một trong những tấm gương như thế. Gác lại những cuộc gặp gỡ vui xuân, những ngày này chị Lưu Thị Lan và anh Nguyễn Văn Tân đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho hoạt động của gia đình trong năm mới là kinh doanh tổng hợp và sản xuất đồ gỗ nội thất. Chuyên tâm với công việc bằng tất cả tình yêu, trách nhiệm, sắp xếp hài hòa công việc, đó là bí quyết thành công trong sản xuất kinh doanh của gia đình người đảng viên này. Là tổ trưởng tổ dân phố thì tôi xác định là trong gia đình mình là phải sống hòa thuận, nuôi dạy con cái cho nó tốt, sau đó là phát triển kinh tế. Và trong công việc thì tôi phải phối kết hợp hài hòa giữa công việc xã hội và công việc gia đình để vừa hoàn thành nhiệm vụ mà đảm bảo gia đình phát triển kinh tế để nhân dân tin tưởng, nhìn nhận vào. Đó là một cái bí quyết của tôi để tôi hoàn thành được nhiệm vụ với xã hội. Mặc dù công việc bộn bề, nhưng chị Lan vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ của người tổ trưởng tổ dân phố, được bà con tin yêu. Cũng từ ngọn lửa nhiệt huyết của chị mà sự đoàn kết gắn bó trong đời sống lao động sản xuất của bà con khu phố ngày càng khăng khít. Động viên rồi là trao đổi về công việc cũng như tham gia coi như là góp ý cho mình có nhiều cái hướng chỉ đạo cho anh em lao động sản xuất hoặc là về cái công tác chuẩn bị hay là về công việc kinh doanh cho nó được dễ dàng. Về gia đình thì vợ nên là cũng lo cho gia đình được chu đáo mọi cái để mình yên tâm, như là để cho làm những cái công việc của mình được tốt. Hiện gia đình chị Lan luôn có 6 nhân công, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nên mỗi năm gia đình chị sản xuất ra tới gần 300 sản phẩm đồ gỗ nội thất, mang lại thu nhập khá cao cho người lao động. Hai anh chị chủ nhà là rất là quan tâm đến đời sống anh em. Nói chung là anh chị rất là chú ý đến từ công việc làm, chỗ ăn, chỗ ở, chỗ nghỉ ngơi. Hàng tháng thì được bình quân là hơn 10 triệu, khoảng hơn chục triệu. Còn về cuối năm, hai tháng cuối năm là có thưởng riêng, thưởng Tết, thưởng nói chung là đủ chi tiêu. Nhờ phát huy sự đoàn kết, chia sẻ, những người lao động không ngừng nghiên cứu, nâng cao chất lượng sản phẩm. Thời điểm những ngày đầu năm mới này, gia đình chị đã có 10 đơn đặt hàng, tổng trị giá lên đến hàng tỷ đồng. Đây là tín hiệu vui không chỉ cho gia đình chị Lan, mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Biên Cương. Thời gian qua, Trung tâm Kỹ thuật Hướng nghiệp Dạy nghề và Giáo dục Thường xuyên tỉnh Lào Cai đã chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xóa đói giảm nghèo bền vững. Chỉ tính riêng từ năm học 2015-2016 đến hết học kỳ 1 năm học 2016-2017, Trung tâm Kỹ thuật Hướng nghiệp Dạy nghề và Giáo dục Thường xuyên tỉnh đã thực hiện dạy nghề phổ thông, đào tạo nghề trình độ sơ cấp, trung cấp cho hơn 3.000 người ở các lứa tuổi và trình độ khác nhau. Trong đó có khoảng 70% học viên đã được trung tâm giới thiệu và được các cơ sở sản xuất doanh nghiệp nhận vào làm việc. Trung tâm cũng đã thực hiện tốt mô hình vừa học văn hóa, vừa học nghề đối với các em học sinh, giúp các em tiết kiệm được thời gian học tập. Hầu hết các em ra trường đều tìm được việc làm ổn định. Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết năm 2016, đã có hơn 75 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, với tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế chung của toàn quốc là hơn 81%. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hơn 18% dân số, khoảng 17 triệu người chưa có bảo hiểm y tế. Đó là khoảng 3 triệu người lao động trong các doanh nghiệp, 0,4 triệu người thuộc hộ gia đình cận nghèo và 3 triệu học sinh, sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế. Đặc biệt, mới có hơn 74.000 người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình được cấp thẻ bảo hiểm y tế, chiếm 4,5% so với tổng số người thuộc nhóm đối tượng này.
Nguyên nhân là do tính tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của một số đơn vị doanh nghiệp chưa cao, vẫn còn tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, sự phối hợp của các sở ngành tại một số địa phương trong việc triển khai, áp dụng, thực hiện quy trình lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế chưa chặt chẽ, nên công tác phát triển và mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Theo tổng hợp nhanh của ngành giáo dục Lào Cai, trong ngày đầu tiên đi học sau Tết Nguyên đán, tỷ lệ học sinh chuyên cần đạt 91,3%, cao hơn năm 2016 5,6%. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương, tỷ lệ chuyên cần vẫn ở mức dưới 90%. Ngay từ trước Tết, ngành giáo dục đã quán triệt đến các trường học nhằm đảm bảo tỷ lệ chuyên cần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Do thời tiết năm nay khá thuận lợi ở cả vùng thấp và vùng cao, nên tỷ lệ học sinh ra lớp đạt khá. Nếu như năm trước, tỷ lệ chuyên cần của tỉnh đạt 85,7%, thì năm nay đã tăng lên 91,3%. Ở các địa phương vùng thấp như Văn Bàn, Bảo Thắng, Bảo Yên, tỷ lệ học sinh chuyên cần đạt cao trên 90%. Sapa vẫn là địa phương có tỷ lệ chuyên cần thấp nhất với 71,3%, tiếp đến là Bắc Hà 85%. Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng, vào sáng ngày 6 tháng 2 năm 2017, số lượng học sinh đến lớp trong ngày đầu trở lại trường khá đầy đủ. Trong ngày đầu tiên ra lớp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, đã có 92,5% học sinh tới trường, cao hơn so với cùng kỳ năm trước trên 3%. Ở các trường học vùng cao, để huy động trẻ ra lớp, bên cạnh các hoạt động giáo dục chính tại mỗi giờ học, nhà trường chú trọng tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa ngoài giờ nhằm thu hút các em học sinh đến trường, đến lớp. Đánh giá về cái tình hình tỷ lệ chuyên cần học sinh thì chúng tôi thấy rằng là cái tỷ lệ của năm nay là so với năm ngoái là cao hơn. Năm ngoái buổi đầu tiên chỉ được 65-70% thôi, nhưng năm nay do cái công tác tuyên truyền của nhà trường cũng như kết hợp với địa phương tuyên truyền thì cho đến là công tác về huy động số lượng học sinh năm nay là được 75% buổi đầu tiên. Về giải pháp tiếp theo ấy, thì chúng tôi kết hợp với các thôn, các giáo viên, các thôn bản rồi là các thôn để chúng tôi huy động tiếp. Tôi tin rằng là ngày mai tỷ lệ sẽ cao hơn. Cùng với củng cố tỷ lệ chuyên cần, ngành giáo dục Lào Cai cũng sẽ tập trung chỉ đạo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh vào đại học năm 2017. Đặc biệt sẽ tổ chức hội nghị tuyển sinh cho các trường trung học phổ thông để tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh gắn với đề án xây dựng nguồn nhân lực của tỉnh. Sau đây sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Tối qua theo giờ Hà Nội, Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu EU đã nhóm họp tại thủ đô Brussels của Bỉ, tập trung thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng của khối. Tại cuộc họp, các quan chức khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục nỗ lực giải quyết vấn đề người di cư từ Libya tràn vào châu Âu qua Địa Trung Hải. Trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại miền đông Ukraine liên tiếp bị vi phạm, các nhà ngoại giao EU cho rằng cần tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt kinh tế với Nga vốn được áp đặt từ tháng 7 năm 2014 cho tới khi một lệnh ngừng bắn thực sự có hiệu lực và lực lượng đòi độc lập ở miền đông Ukraine rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực giới tuyến. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini nhấn mạnh, các bên liên quan cần tôn trọng việc thực thi thỏa thuận Minsk nhằm chấm dứt xung đột tại miền đông Ukraine. Tuyên bố trên của EU được xem là thông điệp gửi tới chính quyền mới của Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cho biết có thể dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga nếu Moscow trợ giúp trong cuộc chiến chống khủng bố và đạt được những mục tiêu quan trọng đối với Washington. Cũng tại cuộc họp, Ngoại trưởng các nước EU nhấn mạnh sẽ tăng cường tiếp xúc với Libya và các nước then chốt trong khu vực như Ai Cập và Algeria để giải quyết vấn đề người di cư bất hợp pháp tới châu Âu theo đường Địa Trung Hải. Cụ thể, EU sẽ ưu tiên hơn nữa công tác đào tạo, cung cấp trang thiết bị và hỗ trợ lực lượng bảo vệ bờ biển của Libya và tiếp tục tham gia chiến dịch chống nạn buôn người và giải cứu người di cư ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Libya. Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục có những cam kết chấn áp mạnh mẽ khủng bố và Hồi giáo cực đoan. Phát biểu khi đến thăm một căn cứ không quân ở bang Florida, ông Trump tuyên bố Mỹ và các quốc gia đồng minh sẽ đánh bại chủ nghĩa khủng bố và ngăn chặn các phần tử thánh chiến xâm nhập lãnh thổ. Phát biểu trước các binh sĩ tại căn cứ không quân McDean ở Tampa, Florida, ông Trump khẳng định tự do, an ninh và công lý sẽ chiến thắng. Ông cáo buộc tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng
tiến hành chiến dịch diệt chủng và các vụ tấn công tàn bạo trên khắp thế giới. Do đó rất cần thiết phải tập trung sức mạnh ngăn chặn bước tiến của chúng. Trong đó, ông Trump đặc biệt nhấn mạnh việc ngăn chặn các nguồn tiếp tế cho IS. Chống khủng bố là một trong những cam kết quan trọng của ông Trump. Ngày 28 tháng 1 vừa qua, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu giới tướng lĩnh quân đội nước này trong vòng 30 ngày phải trình một chiến lược toàn diện và các kế hoạch cụ thể để đánh bại IS, một dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ điều thêm các lực lượng và khí tài quân sự tới Iraq và Syria. Ứng cử viên Tổng thống đại diện cho phe cánh hữu tại Pháp, ông François Hollande khẳng định sẽ quyết tâm chiến đấu cho chiếc ghế Tổng thống trong cuộc bầu cử vào cuối tháng 4 tới. Cam kết này được ông Fillon đưa ra tại một cuộc họp báo ở Paris vào ngày hôm qua, bất chấp vụ bê bối liên quan đến những cáo buộc ông thiếu trung thực để tạo điều kiện cho vợ mình hưởng lương nhà nước. Theo cáo buộc mới đây, ông Fillon đã tạo ra những công việc giả mạo cho vợ để bà được nhà nước trả lương. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo ở Paris ngày hôm qua, ông Fillon đã bác bỏ cáo buộc nói trên, chỉ trích đây là những cáo buộc vô căn cứ với mưu đồ buộc ông từ bỏ nỗ lực tranh cử Tổng thống Pháp. Ông cũng xin lỗi vì đã đánh giá sai lầm đối với công việc của các thành viên gia đình. Song ông khẳng định công việc của vợ ông trên cương vị trợ lý quốc hội trong thời gian 15 năm qua là trung thực và hợp pháp. Ông tuyên bố sẽ không có kế hoạch B và khẳng định mục tiêu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử Tổng thống Pháp theo hình thức phổ thông đầu phiếu sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 4 tới. Ngoài ông Fillon đại diện cho cánh hữu, các ứng cử viên được coi là sáng giá hiện nay còn có cựu Bộ trưởng Giáo dục Pháp Benoît Hamon đại diện phe cánh tả, bà Marine Le Pen đại diện phe cực hữu và ứng cử viên trung dung Emmanuel Macron. Bất chấp việc chính phủ Romania đã hủy bỏ sắc lệnh gây tranh cãi liên quan đến việc miễn truy tố các quan chức tham nhũng, ngày 6 tháng 2, Đảng Tự do Quốc gia Đối lập chính vẫn yêu cầu Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp và Chủ tịch Hạ viện nước này phải từ chức. Về phần mình, Thủ tướng Sorin Grindeanu kêu gọi người dân kiềm chế trong các bối cảnh cuộc xung đột biểu tình chống chính phủ diễn ra trong ngày thứ bảy liên tiếp. Theo Chủ tịch lâm thời Racula Tucan của Đảng Tự do Quốc gia, đảng đối lập lớn nhất trong Quốc hội Rumani, Thủ tướng Sorin Grindeanu đã hủy bỏ sắc lệnh trên, song không đề cập tới việc nhận trách nhiệm về hành động của mình và ekip của ông phải từ chức. Về phần mình, Thủ tướng Sorin Grindeanu kêu gọi người biểu tình kiềm chế, đồng thời hối thúc những người ủng hộ chính phủ lên tiếng bảo vệ chính phủ. Ông Grindeanu nhấn mạnh, Đảng Dân Chủ Xã hội của ông có trách nhiệm với những cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ mình trong cuộc bầu cử cách đây 2 tháng, đồng thời khẳng định sẽ không từ chức. Tuy nhiên, ông để ngỏ khả năng sẽ cách chức Bộ trưởng Tư pháp do thất bại trong việc xử lý sắc lệnh trên. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ Xã hội cầm quyền cũng khẳng định tuyệt đối ủng hộ Thủ tướng mới và không có chuyện Thủ tướng sẽ từ chức. Cùng ngày, hơn 4.000 người ủng hộ chính phủ cũng đã tập trung ở bên ngoài phủ Tổng thống ở thủ đô Bucharest, yêu cầu Tổng thống Ioannis từ chức với cáo buộc ông này đứng sau những chia rẽ nghiêm trọng hiện nay giữa các phe phái của Romania. Ngày 6 tháng 2, với 60 phiếu thuận và 52 phiếu chống, Quốc hội Israel đã thông qua một dự luật nhằm hợp pháp hóa hàng chục khu định cư Do Thái ở bờ Tây. Theo giới quan sát, động thái này nhằm mở đường cho việc thừa nhận khoảng 4.000 khu nhà định cư xây dựng trên vùng đất chiếm đóng trái phép của người Palestine. Toàn bộ thành viên đảng đối lập trong Quốc hội Israel đã bỏ phiếu chống, trong khi chỉ các nghị sĩ đảng cầm quyền ủng hộ dự luật nói trên. Theo dự luật mới này, người Israel sống trong các khu nhà định cư trái phép được quyền tiếp tục sinh sống ở đây, trong khi những người Palestine là chủ sở hữu của các khu đất xây nhà định cư sẽ nhận được một khoản tiền bồi thường. Ngay lập tức, Tổ chức Giải phóng Palestine PLO đã lên tiếng chỉ trích động thái nói trên, coi đây là hành vi nhằm hợp pháp hóa những xâm phạm đối với đất đai của người Palestine. Tuyên bố của PLO nêu rõ, đạo luật mới cho thấy mưu toan của chính quyền Israel là phá hoại mọi cơ hội cho một giải pháp chính trị, phương hại tới hòa bình và triển vọng đạt giải pháp hai nhà nước. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết chính quyền của Triều Tiên đã đổi tên Ban Kế hoạch Tài chính thuộc Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền thành Ban Kinh tế và giao cho Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Oh Sung-yong lãnh đạo. Ban Kế hoạch Tài chính thuộc Đảng Lao động Triều Tiên vốn được giao trực tiếp phụ trách các bộ ngành thuộc Chính phủ Triều Tiên, quản lý lĩnh vực kinh tế cũng như điều hành việc lập kế hoạch và dự toán ngân sách phát triển kinh tế của đất nước. Sau khi được đổi tên, Ban Kinh tế thuộc Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền ngoài những chức năng trên còn được giao trách nhiệm quản lý các lĩnh vực kinh tế khác như nông nghiệp, công nghiệp nhẹ, xây dựng hạ tầng, khai khoáng. Giới phân tích cho rằng, động thái trên của Triều Tiên tiếp tục tăng cường vai trò của Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền trong công tác quản lý và phát triển kinh tế trong bối cảnh nước này đang bị cộng đồng quốc tế gia tăng các biện pháp trừng phạt.
Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.